Đó, thấy chưa? Vô đó. Ngon không? Bài này bự rồi các bạn ơi. Chuẩn bị ra trường à. Bài này chuẩn bị ra trường à. À là có Nemo Nemo dạ quang nữa nghe. Đó. Cái đàn này thấy cưng hả mọi người? Cho BCT hỏi coi. Chào các bạn trở lại kênh của BCT nha. Ở các bạn ơi. Thì ngày hôm bữa lúc mà BCT quay cái chài cá này của BCT nè, của cậu bé nhỏ xíu đó, nhiều bạn hỏi BCT là không biết mấy con cá này ăn như vậy thì nó tốn trùng không anh, tốn nhiều không? Thì bây giờ để biết nó tốn nhiều hay không thôi, vậy mà mời mọi người cùng BCT đi cho ăn thử coi nó tốn bao nhiêu trùng nha. Dữ lắm luôn, nó bào thánh bào luôn á, nó bào lắm. Giờ mình cùng mọi người đi nè. Mọi người ơi, là đây là cái gốc mà BCT rộng trùng mà khi mua về các bạn. Thường á, nếu mà mình kỹ kỹ xíu ha, mình cho cá ăn á, thì mình hay lọc trùng trâu á các bạn. Hai trùng trâu là trùng gì, là loại trùng mà nó bự chà bá tảng đá luôn, nó già. Nó thường thường là khi mà mình mua về mà cái chỗ này được con cái là nó lọc sẵn cho mình hết trơn rồi. Mình hỏi gì ở đây có trùng trâu nhiều không thì nó nói là cái này là ở đây lọc hết trơn nhưng mà vẫn còn các bạn. Cái này con trùng chà bá luôn nè. Trùng trâu là trùng nó lớn quá, nó già quá đó, nó quá khổ so với mấy con cá của mình, cái ăn không hết, nó dễ mắc nghẹn lắm á. Thôi ngày hôm nay mình cùng mọi người đi cho ăn thử nha. Đấy, thử coi, nhiều bạn hỏi coi cá ăn trùng nhiều không. Cái này mới mới mua 2 kg một cái đợt luôn, như đây chắc khoảng 500 g mà nha. Lọc thường thường lọc mình ra trùng trâu thì bữa này không có đâu. Có con này nó hơi bự nè mọi người, này nè. Trùng này nó lúc mà mình mua cái người ta để nước đá vậy tới giờ nó chưa tỉnh luôn á trời. Nè, 2 kg bao nhiêu nè. Đã không? Đó. Mát lạnh tới giờ nó còn lạnh luôn á. Giờ này là cũng tầm hơn 4 giờ chiều rồi mọi người. Mình sẽ đi xuống đây cho nó ăn với mọi người xem thử hết mấy cái hồ cá của mình này, chắc tầm nửa ký bạn ơi. Mỗi bữa mỗi cử năng là khoảng nửa ký trùng á. Đó, bây giờ chúng ta cùng đi cho cá ăn nha. Cá mình thì nó ăn, mình cho ăn bách hóa tổng hợp luôn, có khi mình thấy nó ngán trùng á cái mình cho nó ăn trứng nước đông lạnh hoặc là thức ăn. Nhưng mà cái thức ăn ưu tiên dành cho nó chỉ là trùng chỉ dành cho cá lớn. Đây, đây là mấy chiếc thao mà mình để lên nè. Bây giờ này nó đói chưa nữa. Tập trung, đó, để thao xuống là giống như là cảnh báo động như các bạn. Nha. Đấy. Lên tiếng cái là nó kêu dịch các bạn, bên Chi Linh nó kêu là kè tập trung các bạn, dậm chân nè, tập trung kè kè bu kè ha. Giờ này nó chưa bằng giấc sáng đâu, giấc sáng là mình bu, là mình vừa nói chuyện thôi là nó bu lại kè 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 đó. Để nó lại đông mình hãy cho ăn cái một đó. Giờ bây giờ mình sẽ cho nó một cục trùng nha. Đấy, cho nó ăn từ từ các bạn. Xong ý bên bầy ma bồ đốt bu lại rồi kìa, cho ăn xong rồi khi mà mình kiểm tra xong nó ăn qua tua mà nó dư trùng rồi các bạn, mình lấy ra lại ha. Cho nó ăn là cho ăn lúc luôn nha, cho ăn nghĩa là ăn chừng nào mà dư thôi đó. Tại vì nếu mà mình cho ăn mà kiểu mà nó chưa hết bu mà nó đã hết mồi thì những con cá nhỏ nó ăn không được, nó đẹp luôn. Ủa, cái bầy ma bồ đốt mà lên hình đẹp dữ ta, mới mấy mà hồi này là mới làm nước không luôn. Không, qua đây, bài bên đây là bài bách hóa tổng hợp nè. Tại sao gọi là bách hóa tổng hợp? Tại vì mình trộn nhiều dòng trong đây. Các bạn nghĩ ra con gà nó có ăn trùng không? Nhìn này nha, mái mái mái, thấy không? Đợi ghê chưa? Đó, tập trung nên mình để, do cái hồ này nó rộng á các bạn, cá nó cũng đông á, cho nên để hai thao đó. Bắt đầu nó ăn cái thao này nó quen rồi, nó sẽ bu về thao, cứ cho cục nhúm thôi, ăn từ từ.
Đó. Khi mà nó ăn xong cái mình kiểm tra sơ lược cho nó ăn khoảng 15 20 phút cái đảo lại. Con nào thiếu thì mình dặm thêm, dặm tới chừng nào mà nó dư thôi á. Giờ này cho nó ăn thoải mái. Ở bầy này gồm có tua dạ quang đó nghe. Ôi ơi. Có con lên tua dạ quang luôn kìa các bạn ơi. Tại vì bữa hổm mình cho lai thử tua với dạ quang á. Con nào lên tua dạ quang là ngon lành luôn. Nè, hồ bên đây nè. Bên đây nè, các bạn biết tại sao mà bên sư tôi cho ăn xong mà lấy cái khay lên hầm chánh nó vô đây nó ị trong đây, cái thứ hai nó làm gông riêu á. Trời ơi, bên đây là bài cá sim nó so le trong ghê luôn đó mọi người. Con thì chà bá, nó con thì tí nỉ. Tại vì nó đông quá đó. Trời. Mà hình như là một ngày là 1 ký là không đủ các bạn ơi. Nãy giờ hơn 500 hơn nửa ký mà mình bắt có xíu là muốn hết rồi. Cái hồ cá sim này cũng đông ghê luôn hả mọi người. Thì chuẩn bị nửa tháng nữa là có cá sĩ nha. Có cá sĩ, cá thủy sinh luôn. Nửa tháng nữa chắc dạ quang có trước rồi cá sim có sau quá. Ở đây sim mà mình vẫn cho ăn luôn trục chỉ luôn, thấy các bạn thấy mình chạy sang không? Kìa nó ăn kìa. Coi đâu mình đi nhìn vòng. Cho bên đó đó hả? Đây các bạn cho thêm thau nữa các bạn ơi. À, cho đằng hai thao luôn. Mấy này là thường là sáng là cho ăn trứng nước kèm, tại vì có những con nó nhỏ quá nó ăn tới tẹo tẹo. Đây hậu bên đây nè, nó bu nó ăn thấy cân hả mọi người. Nè hậu bên đây nó đông nè. Trời ơi, đáng lẽ đây phải để hai thao mới đút mất cái thao này vô nó chứ. Thao ăn ngon nó đút ra được. Bạn thấy bộ thấy ghê không? Đây là có sinh tố nữa các bạn, một tí xíu cho các bạn xem nó ăn sinh tố, cá mình ăn sinh tố luôn á. Đây nè, bài này là bài hấp mun ghét nè mọi người, tập trung. Để mình gõ 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 cho lên. Tập trung nè bu nè bạn ơi. Ôi kiểu này ấy. Kiểu này là nó một cử nó ăn là 700 800 gram trùng luôn á. Vậy mà tưởng nó không ra là mình đâu có cho ăn đâu, cho nên mình đâu biết. Trời ơi, nó bự, nó ra nước mới nó bự nữa các bạn ơi. Bữa hổm nó trùng với mang cá sim hay nó tèo tèo tèo. Là hấp mun đỏ nha. Cho nó bu về kìa. Có mấy tua dạ quang kìa kìa, này con này lên tua dạ quang đẹp luôn á các bạn. Kìa kìa, có nhiều con nó tua khéo quá, tại bữa hổm là mình có cho lai tua với dạ quang đó. Nè nè nè, thằng này lên mới độc lạ Bình Dương nè. Màu gì lạ trời. Ý. Cái màu độc lạ ghê không nhìn nè. Mấy kia nó chưa hay nè. Trông. Con này tươi dạ quang, có nhiều con lên tươi dạ quang đẹp lắm rồi nghe. Nhìn mấy cá đỏ này năng nhìn thấy mê các bạn. Thấy mặt hương. Rồi, dạ. Sau đây là các bạn nhìn nè. Mình là cho nó ăn nha. Sinh tố con Dumbo Gatel nha các bạn. Chuẩn bị luôn, có bán luôn, một cặp 20.000 ai mua bán luôn. Cặp 20.000 ship từ 5 cặp nha. Cái này là ship được rồi kìa kìa kìa. Ôi trời ơi, tới đến nơi rồi bạn ơi. Kìa. Đó, mà bạn thấy một cục chà bá vậy phải không? Nó ăn một xíu hết trơn. Kìa nó ăn rồi. Già già nhỏ nha. Già trẻ bé lớn. Nó bu lại nè ha, nó bảy màu nuôi thấy cưng nha các bạn. Cục 5.000 ai mua không? Mua lại nhà BCT bán cho ăn cục là 5.000 á. Quá quá lợi phải không? Cục trứng nước chà bá là đặt kẹo 5.000 gì vậy? Cho nó ăn. Gì tưởng là sinh tố rồi, sinh tố sao bô chê. Thấy cưng không mọi người? Bảy màu nó ăn vậy đó. Kìa con máy da này, máy da nó lại năng ké nữa kìa. Quá trời luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi lại lại trà lại đằng khu đằng kia nha. Rồi mọi người ơi, giờ tới cái chỗ nuôi tiếp tục của bơ sư tư rồi nè. Nè các bạn, giờ bơ sư tư sẽ thảy cho nó một cục ở đây mấy con cá gọi là nhà thương lá. Đấy.
Hổng gà là ba của BCT cho ăn không ạ, chứ BCT đâu có cho ăn đâu. Cho nên BCT tưởng luôn là cá nó nhỏ. Đây là hộ cá sim đó. Cá sim với mấy con hốt hấp mùn lách đẹp lắm nghe mọi người. Hấp mùn lách là hàng đặc biệt trong gia trong giới hấp mùn đó. Tại kể từ ngày BCT về quê, cái BCT không có giống để giờ không có giống để xuống gì hết trơn. Kìa ăn ghê không mọi người. Này là sim nó nghe, sim đẹp luôn á. Sim này là chuẩn bị lên dĩa rồi nè, chuẩn bị bán rồi mọi người, chuẩn bị phơm á. Ăn kìa, ăn thấy cưng không? Sim là phải nuôi nước đen đen mọi người, mình mà nuôi nước ấy quá là nó không hay á. Các bạn, sim người ta đáng lẽ là người ta cho ăn ấy, tại chỗ BCT là chỗ này bán nó trùng chỉ là ở gần chỗ trùng chỉ. Nó rẻ. Có lúc lấy còn 60 ngàn ký à. Đây nè, dạ quang nè. Đó, thấy chưa? Vô đó. Ngon không? Ôi bầy này bự rồi các bạn ơi, chuẩn bị ra trường rồi. Bài này chưa bị ra trường à. Ở là có Nemo dạ quang đó nghe. Đó. Cái đàn này thấy cưng hết mọi người. Cho BCT hỏi coi. Ở đây có bạn nào chơi dòng dạ quang chưa? Nuôi thử đi các bạn ơi, dạ quang đẹp lắm các bạn. Thử sinh cũng đẹp. Mà mình nuôi riêng nó cũng đẹp nữa. Quá đã luôn này không? Chuẩn bị tách keo này tầm 2 tuần nữa là tách keo à. Nó ăn quá trời ăn à, hơn sức tưởng tượng của mình luôn. Đây nè, đó. Nó phải ăn mạnh như vậy mới đã, có nhiều con kìa. Mấy nè. Cái thằng này nó bị vấn đề. Nó bị lỗi nè, nó bị tặc á. Nè, nó bị ấy nè. Lâu không có vài con bị trúng mồi vậy. Như chuyện thường ở quyện các bạn. Đây, qua hồ bên đây. Mọi người hỏi, ủa sao thấy toàn dạ quang không vậy? Tại cái đợt mà qua Tết đó mình làm dạ quang nhiều. Tại nhiều người đặt dạ quang lắm luôn á. Tại dạ quang BCT bán xỉ 10.000, 15.000 con à. Cho nên là giá nó bằng hấp bình thường á. Cho nên nhiều người đặt. Ê, con này lên coi, lên Nemo dạ quang rồi nè mọi người ơi. Dạ, Nemo dạ quang ngắn luôn nha. Đó, là có mấy con Lugat đó nè. Theo bóng, này nè, qua đây con. Mới thay nước ngày hôm qua, nhìn đẹp ghê mọi người. Vậy. Nó như bị sình bụng như ta. Có mấy con đẹp gì nè. Này chắc vớt bỏ rồi kia luôn. Nó đẹp vô cùng, tao quắc tơ luôn á. Đó. Giờ cho nó miếng nó hết trơn luôn à. Xong rồi nó ăn no mình rút mồi. Ví dụ nó ăn mà còn dư mình rút mồi lại các bạn. Qua bữa sau cho ăn tiếp. Rồi cơ bản vậy là xong một buổi cho ăn các bạn. Tính ra nó khoảng 700-800 gram trùng trở lên nha. Tổng cộng là có 2, 4, 6 á, 2 ở trên đẳng 2, 3, 4, 5, tổng cộng là khoảng 9 hồ à, có 9 hồ cá. Đúng rồi, 4 là đẳng 6 là 10 hồ á. Ủa đâu tính hồ bảy màu đâu? Hồ bảy màu là 9 hồ đó, là 9 hồ beta, 1 hồ bảy màu. Cái này thay nước thì thôi, theo con nghĩ là hồ này không thay nước luôn, thay nước là cá sim nó xử nhau liền đó. Nước nó còn im mà. Cái này là do ăn ba cái chiếc nước đông lạnh đó các bạn. Sim nó bu kìa. Đã không? Ở đây là có hấp mun lách, mun ngon luôn á. Rồi mọi người, bây giờ tôi kết thúc clip ở đây nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Ráng đợi ít hôm để có cá sĩ nha. Đã rồi, chào tạm biệt mọi người.